Tham gia hội chợ Việt Build 2019 năm nay có sự góp mặt của sản phẩm thiết bị lọc nước mang nhãn hiệu Hikaric do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sunshine One ASV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ba dòng thiết bị lọc nước Hikaric SH3000 phù hợp cho nhà biệt thự, SH2000 phù hợp cho căn hộ chung cư cao tầng và SH1500 phù hợp với căn hộ mini hoặc khu vực bếp. Có thể nói nước cũng là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sinh mệnh của loài người. Thế nhưng gần đây, bởi vì vấn đề phá hoại môi trường mà nguồn nước sinh hoạt ở nhiều nơi trên thế giới đã trở nên rất kém. Hệ thống bình lọc nước Hikaric của chúng tôi là sản phẩm sản xuất 100% tại Nhật Bản, có khả năng bài trừ các chất có hại tới tận kích cỡ phân tử bằng lõi than hoạt tính, có tính năng lọc cao nhất tại Nhật Bản. Việc sử dụng hệ thống bình lọc nước Hikaric của chúng tôi sẽ giúp cho gia đình bạn có thể sử dụng nước sạch một cách thoải mái, an toàn, yên tâm và nhanh chóng. Chúng tôi rất hoan nghênh các vị khách đến thăm triển lãm Việt Build, đến trải nghiệm và tham quan để biết về những ưu việt của hệ thống lọc nước Hikaric. Sản phẩm bình lọc nước Hikaric hoàn toàn không dùng điện, không có nước thải và không chiếm diện tích sử dụng. Nguồn nước được lọc qua thiết bị lọc Hikaric đảm bảo an toàn, không chứa các chất gây hại cho sức khỏe của người sử dụng.